bịt khẩu trang hoài suốt vậy hả? Lâu lâu cũng được thở. Lâu lâu cũng được thở hả? Cũng cự cậy mụn chơi nha Hạnh. Đợt trước ghé cũng mặt thăm tè lấy nha. Cứ như rửa mặt một cái nó sợ sợ nó đè luôn đúng không? Nhạc à? Bà làm phòng khám nhưng mà cũng phải biết chăm sóc da bà chứ bà. Nhạc đi như bỏ phế vậy Hạnh. Trời ơi, em về tối rồi mà nay em mới được về sớm á. Ở trong đâu có điều trị Covid à? Thì phòng khám em mai bị thì tư vấn cho thuốc uống. Bên em vừa làm test nhanh vừa làm PCR luôn. Nhiều một lần PCR mẫu đơn của em là 900. Có chấm thuốc gì không? Mà hôm nay em mới thử sử dụng tretinoin. Sử dụng trề. Trề mà sao nó cứng mụn vậy ta? Của hãng nào vậy? Tretinoin của tretinoin Ấn Độ Ares á. Em mới sử dụng cái ngày. Đẩy mụn dữ không? Em sử dụng thua lâu lâu nó cũng không đẩy mụn lắm. Cái đấy như 200 mấy đúng không? Không nhớ em là hôm nay không ngon. Tiếp đến rẻ mà. Trời ơi, mặt mày vừa chai vừa thâm. Cứng. Không biết sao mà lên mụn rồi đó.
chị. Chị nấu để chú nào? Rồi trời. Là đó thì